Tầng 2 của phần hoa văn các bạn móc như sau, các bạn lên 3 móc xích. Đâm kim vào. Mũi kế tiếp móc một mũi kép. Đâm kim vào mũi kế tiếp móc một mũi kép. Đây. Lúc này các bạn sẽ có được 3 mũi kép tính cả cái phần 3 móc xích mà các bạn vừa lên. Sau đó các bạn móc 2 móc xích. Đâm kim vào cái chân mà các bạn vừa móc một mũi kép này. Chân cuối cùng ạ. Bạn móc một mũi kép vào đây. Còn hai chân còn lại các bạn móc mỗi chân một mũi kép. Các bạn sẽ ra cụm hoa văn có hình dáng thế này. Tiếp theo, các bạn móc 3 móc xích. Xong lại lặp lại như thế này. Cho đến hết hàng. Nghĩa là cứ cụm hoa văn thế này. Rồi 3 móc xích. Rồi cụm hoa văn, rồi 3 móc xích. Cứ như vậy nhé. Hàng thứ ba các bạn móc một mũi trượt vào chân này, có nghĩa là một mũi trượt kết thúc hàng và thêm một mũi trượt vào chân kế tiếp. Thêm một mũi trượt vào chân kế tiếp nữa. Sau đó các bạn lên 3 móc xích. Sau đó các bạn móc, à xin lỗi, ở đây các bạn sẽ lên 4 móc xích nhé. Sau đó các bạn móc mũi kép đôi vào đây. Các bạn móc 3 mũi kép đôi vào đây. Sau đó các bạn móc 2 móc xích. Tiếp tục 3 mũi kép đôi vào cái khoảng trống 2 móc xích của hàng dưới. Và mũi kép đôi thứ tư các bạn đâm vào cái chân này. Các bạn sẽ được cái cụm hoa văn như thế này. Sau đó các bạn móc vào đây một mũi đơn. Các bạn tiếp tục móc như vậy. Đây, mũi
kéo đôi đầu tiên là các bạn bỏ hai cái mũi này đâm vào đây. Ba mũi tiếp theo các bạn móc vào khoảng trống này. Sau đó móc hai móc xích. Ba mũi tiếp theo móc vào khoảng trống. Mũi cuối cùng móc vào đây. Sau đó móc vào đây một mũi đơn. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng nhé. Sau khi kết thúc hàng 3 thì điểm cuối cùng nó sẽ như thế này. Lúc này các bạn móc như sau. Đâm vào. Mình làm lại một lần nữa cho các bạn thấy nha. Vậy là đã xong hàng 3. Bây giờ lên hàng 4. Bạn móc mũi trượt hai lần, một mũi, hai mũi. Sau đó các bạn lên ba móc xích, à bốn móc xích. Về đây các bạn sẽ móc mũi kép đôi như hàng ba nên các bạn lên bốn móc xích. Sau đó móc kép đôi vào chân kế tiếp. Sau đó các bạn móc 3 mũi kép đôi vào cụm này. Đây các bạn sẽ có được một nửa cái phần hoa văn đó, gồm 5 mũi kép đôi như thế này. Tiếp theo các bạn móc hai móc xích. Ở trong khoảng trống này các bạn tiếp tục móc 3 mũi kép đôi. Mũi kép đôi thứ tư các bạn đâm vào chân này. Kép đôi thứ năm đâm vào chân kế tiếp.
Tiếp theo, các bạn móc một lần, lặp lại cái cụm này. Đây, ở hàng dưới là các bạn có cụm 4 mũi kép đôi đúng không? Thì các bạn bỏ hai hàng đi, bỏ hai cái mũi này đi, trong kim vào mũi này là mũi thứ ba. Rồi mũi kép đôi và mũi kế tiếp. Khoảng trống này móc 3 mũi kép đôi. Móc 2 móc xích. Tiếp tục 3 mũi kép đôi vào khoảng này. Kép đôi thứ tư của cánh bên này móc vào đây. Mũi kép đôi thứ năm móc vào chân kế tiếp. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi hết hàng. Để kết thúc hàng 4, các bạn móc một mũi trượt vào đây. Vậy là các bạn đã móc xong hàng 4 của phần hoa văn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc hàng 5. Hàng 5 các bạn móc một mũi trượt và mũi tiếp theo. Tiếp theo các bạn móc một mũi trượt. Sau khi lên 4 móc xích thì các bạn móc mũi kép đôi vào chân kế tiếp. Tiếp theo một mũi kép đôi. Đến cái cụm khoảng trống này, các bạn móc 3 mũi kép đôi vào. Lúc này các bạn sẽ được 6 mũi kép đôi ở một nửa cụm hoa văn của hàng 5. Sau đó các bạn móc 2 móc xích. Rồi tiếp tục 3 kép đôi vào khoảng trống. Kép đôi vào chân kế tiếp. Đôi vào chân kế tiếp.
sau đó các bạn bỏ một chân ở đây, móc kép đôi vào chân này. Các bạn thấy chưa? Cái cụm hoa văn này ấy, nó sẽ có một cái lỗ ở ngay góc này, bên này cũng có một cái. Các bạn móc tiếp cụm hoa văn tương tự như vậy ở đây. Lúc này á thì đây các bạn sẽ bỏ qua hai mũi kép đôi, mũi này không móc, mũi này không móc, móc tiếp vào mũi này. Tiếp theo bỏ qua một mũi kép đôi không móc, móc vào mũi này. Mũi kép đôi tiếp theo các bạn móc vào chân kế tiếp. Sau đó cái này các bạn tiếp tục móc cụm 3 mũi kép đôi vào. Sau đó móc 2 móc xích, 3 mũi kép đôi. Hai mũi kép đôi vào hai chân kế tiếp. Bỏ một chân. Chân này không móc, móc chân này. Đây. Cụm hoa văn của hàng năm nó sẽ như thế này. Tiếp tục các bạn móc tương tự cho đến khi hết hàng.